Liễu à, trời ơi mày làm gì vậy con điên kia? Biết mấy giờ chưa? Cái gì vậy má? Biết mấy giờ chưa? Mấy giờ? Mới có 5 giờ. 5 giờ rồi đó con. 5 chợ giờ mua đồ ăn cơm. Ôi đi chợ làm gì, chiều nay ăn đỡ đồ đồ cũ đi. Thôi chồng con đi làm gì không có gì ăn đâu, tội nghiệp đó. Mệt ghê thiệt chứ, đi chợ cái ngày nào cũng đi, đi chợ. Đi chợ đi mà. Sống mấy chục năm mà ngày nào cũng đi chợ nhìn ăn bữa có chết mà mệt thiệt luôn á. Đi chợ đi mua đồ ăn 50 ngàn. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi. Cái gì 50 ngàn vậy? Trời ơi thì con mua đi, có cái gì đó ăn được thì mình mua. À tiện lần nào đỡ trong đó con. Má nghĩ sao mới đi kêu đi chợ 50 ngàn mua cái gì trời. Má bữa hổm đi có 20 ngàn đó, má cũng mua được đồ ăn đó. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đó đi. 50 ngàn mà má kêu con đi chợ rồi mua cái gì? Thì mua đồ ăn chứ mua cái gì? Mua mấy món? Thì con nghĩ nhắm mua cái gì mà ăn đủ ba mẹ con mình đấy. Ăn đủ không? Trời mua gì trời, 50 ngàn. Trời ơi thì con đi đó, con nhắm đi mình mua cái gì đó, miếng nấu canh, miếng xào, miếng kho đi, cũng ba món như ai rồi. Ờ, nghĩ sao đưa 50 ngàn đi chợ, không biết sao mua, không biết mua cái gì thiệt luôn á. Thì con cứ mua tiết kiệm gói ghém đi. Thời đại giờ tiền bạc ở đâu? Ăn gì là bệnh hoạn chết luôn thiệt. Bệnh gì? Mua. Ăn không đủ chắc cái 50 ngàn mới kêu mua cái gì? Thì canh xào rồi kho ba món rồi còn gì nữa. Lâu mà, phụ má trụng bún rồi đó mà chơi hoài. Từ từ, gần phá trụ xong rồi nè, từ từ đi. Trời ơi, đợi mày chắc đúng là thè lè thắt lét luôn á. Chính à. Ủa ai vậy? Ủa Liễu. Ờ, làm tao bún chín. Rồi bữa nay ăn sớm vậy? Trời ơi, đi chợ nè má. Đi chợ mua gì mà đi chợ? Chợ mua cơm chiều ăn chứ là đi chợ mua vàng má. Trời ơi, đi sớm dữ vậy, đợi xíu nha, đợi xíu có bún liền nè. Trời ơi. Rồi, đợi này, xíu. Sớm thấy bà Sáu không? Bà Sáu hả? Ừ. Nãy bà đi với lại ông Nam mà chiều nay nói gì đâu, đi nhảy aerobic gì đó, tao không biết gì đâu. Trời ơi, bà mà nhảy aerobic hả? Ừ, giờ này bà xe xua lắm mày ơi. Dạ, xua lỗ nhảy aerobic. Ừ, xe xua lắm. Ăn thịt hay ăn giò hay ăn xương? Ăn giò đi. Không mấy đủ đầy đủ. Thôi mà hết giờ đi lấy xương với thịt. Mà đầy đủ đi, đặc biệt như hả? À, 40. 40 phải không? Rồi lấy đặc biệt mẹ luôn đi. Rồi vậy luôn, lấy tô đặc biệt luôn. Ngon lành cho mày luôn. Lao. Nghe rồi. Đem qua cho cô Liễu. Rồi. Ê, nó nghe nè. Nè đem nhanh nè. Gì? Liễu. Trời ơi, ai vậy? Tồn Long đó hả? Ừ, nó bự vậy đó. Ôi, hôm nay bự dữ he. Đó. Ăn thì tối ngày đó chơi game mà không có phụ được gì hết. Trời ơi, phụ mẹ đó chứ con, cái gì mà ăn sức chơi game không vậy? Thì quán đang vắng nè, chơi một xíu mà bà chửi quá trời. Nó nghe là trời, cái mặt nó càng ngày nó càng lớn, nó giống y con cái mẹ nó hồi như lúc nhỏ. Hài hước dễ sợ. Ê, lô, không phải, ý là nó giống bà đó bà nội. Thì giờ tao đẻ nó không giống tao, không lẽ giống mày. Hên xui má, khi đẻ giống người dân không chừng. Trời đất ơi. Giỡn xíu thôi mà. Ăn thử đi, con niêm nước ngọt không, ngon không? Khỏi ăn biết giỡn mà. Chị ăn chi vậy? Trời ơi, bà hai chị với em chị giỡn mà hay quạo quá. Ê, nói nghe nè, mẹ Sáu. Mẹ Sáu sao? Bà ăn tao 3 ngày bún mới chưa trả tiền. Ăn 3 ngày bún chưa trả tiền? Ừ. Cái mà cục kỳ cục thì coi kỳ hợp vậy. Thì bà nợ 3 ngày bún mà có ngày hôm kia là bà đi ăn với ông Nam mà ăn toàn cũng tôi đặc biệt y như mày vậy đó. 40 ngàn tô. Sao không gai bà kiểu mà phe gàng, phe ơ dữ lắm hả? Giả không. Giả không hả? Ừ. Ghê gớm vậy. Ừ, vậy đó. Ừ. Cho thiếu nợ vô không mà. Trời ơi, như đây thì dặn bún á, bún cho này chứ mày làm. Bún hay hả? Chị tao cho. Ủa? Liễu. Trời ơi, Sáu. Trời ơi. Trời ơi, nhắc tiền nhắc bà, không nhắc gì nhắc quỷ mất ma cái mày ma cái liền. Chứ vậy nói gì vậy? À không có gì, trời ơi. Ủa, ai nhắc tiền? Ai chính? Nhắc tiền nợ mà gì bà, mà nợ bả ba tôi bún gì đó. Ba tôi bún mà làm như là thiếu 30 tô. 4 tô má. Bún đi bún. Tô con 5 nữa. Đi ăn ra rẻ lắm, đi ăn với bồ cái hả, siêu tô đặc biệt 2 tô cuối cùng. Ê, thiếu nợ với được ai nha, ăn gì kêu đi, giả cho. Em ăn bún. Ăn tô bún luôn vậy. Ăn xương nha. Mà bữa nay có trả không? Bữa nay trả hết không? Trời đất ơi là trời, ông Năm mới cái nào nó mới cho 2 xị. Rồi, ok để làm. Ê mà nó nghe đủ nha, này đủ nha. Vui hả đầu á. Cái gì kể nghe vậy? Thôi, cứ chuyện ghê. Trời vui. Đúng là may mắn luôn á, đúng mà. Chị đâu có biết đâu. Cái gì đó chị thích cái ổng tặng, chị thích ổng tặng. Trời ơi. Ghê luôn á. Ổng tặng là có ý đồ đó má. Vậy hả? Ừ. Phải không? Ừ. Đúng rồi, ấy bình thường chứ bình thường chị đòi ổng đâu có cho đâu. Ừ. Bữa nay cái chị nó chị thích. Thì cái ổng nói là thích thì em lấy đi. Anh trả tiền cho, còn cho 2 triệu nữa. Đò bà gì dặn mấy này ra bún nè. Bà cũng đâu có lời cái gì, có mẹ gì đâu trong lời gì. Thấy gì ăn nữa da không? Nè thấy giờ không? Trời ơi, dữ gì sao? Ôi, mới có vàng thì chính. Đây nè. Mới vừa tắm nắc nè, mới có vàng. Trời ơi, dữ vậy sao? Bữa nay đi rửa đó. Trời luôn. Bữa nay đi rửa đó chẹn. Đặc biệt nhiêu vậy? Đặc biệt nhiêu à? 40 ngàn bữa đó bà nội.
Ê, nó nghe nè, coi chừng nghe, coi chừng dặn xịa đó, tôi thấy nó màu nó ấy và cá cắn thử chưa? Dù quá, bà im cái miệng mà lại đi ăn ủng hộ bà nói gì vậy? Bữa nay mình không ăn đặc biệt luôn, mà đặc biệt có 40 rồi mình ăn 50 luôn. 50 liền. Trời ơi, cái gì cái? Mày trả tiền nữa luôn đi. Ai rảnh má? Trời ơi, chị đó chị em. Bữa nay chỉ có ba chị em. Ờ, có ba chị em đó mời tôi lại. Tôi tiền trả má. Trả đi. Ăn tôi đặc biệt 50 đi. Lấy full topping. Full topping. Rồi đầy đủ luôn, ngon lành cành đào. Nghe má, chị tính mua cái đầm body đó được không? Được. Cái đầm hồi nãy chị đi nghe thấy đó. Nè có dám tìm mặt body đẹp không? Bao xuất sắc luôn. Giỏi nào ra. Cái gì vậy? Là trời nguyên cái anh lên đầu luôn má ơi. Mày chơi kiểu vậy vậy? Hả? Tao đó cái bán uống người ta mà mày thấy cái mày chơi đó mày nói chúng mặt cái gì đó. Thằng bạn con nó đá vô con không biết. Nó cháu chơi hả mày? Cho tao buôn bán rồi tụi bay làm giết phá hết trơn luôn vậy đó. Cô đây với anh đâu rồi? Nè. Biết bao nhiêu chỗ chơi mà không có chỗ chơi hết trời. Bộ đá thì nó muốn gớt cái đất cơ mà. Tao chặt cái banh mày nha. Cái này bãi đất trống mà. Trống cái gì? Trời ơi, chém cái xíu là gớt. Bắt đầu bán vô má bây giờ tin không? Tưởng nó nhà sập công má. Cái gì nè, chị né không nhém xíu mớp vàng chị ơi. Anh thằng thiên đụng ơi. Làm ông ra cho ba con nè. Làm em thì các em có sao không? Té nó đau chưa? Giật mình giật vui. Vô cô Trang, cô Tám nè. Cô Bích nữa. Hết hưởng chưa? Gớt tim ra ngoài nhém xíu mớp vàng chị luôn nè. Thiệt á. Con cái gì nhà ai đâu không à. Quậy chí sợ luôn con cái chứ. Bán cũng gần hết còn mấy tô nữa. Ngon hết hả? Ngon hết hả? Ủa mày đi đâu ăn? Đi đâu ăn sớm gì liệu? Về đi đâu sớm hay ăn sớm gì vậy? Chờ mày em ơi, nấu điên hay vậy? Vụ gì? Bà má chồng tôi à. Gì vậy? Trên nợ thế là nào nhìn trên nợ thế mới thấy bà má chồng này ăn sao? Bà giống quỷ ghê. Trời ơi, mày ăn dâu mà chửi kìa. Dâu mày nói trai là gì? Bà chồng gì hả? Bà nghĩ làm sao? Bà nghĩ sao làm sao mà bắt kêu đi chợ có 50 ngàn. Trời ơi, bắt kêu làm 3 món mới ghê chứ. Vậy 50 ngàn ba món. Thời buổi bây giờ mình đi chợ còn 50 ngàn cái ba món. Ê bà già bà cô lô hủ à. 50 ngàn không đủ mua tô bún ăn. Tô bún tao có 40 ngàn luôn rồi nè. Tô 40 ngàn rồi đó. Rồi bà tính đi mua gì? Bà nhắm coi bây giờ nhà đủ 3 người. Ít nhất ăn phải 30-40 ngàn thôi. Mà bà kêu làm kho rồi mới làm canh mới mua mứa đâu xào. Xào rau thì cũng 10 mấy ngàn. Canh rau thì mua dưa leo 3 trái mấy ngàn bạc. Canh cũng đó. Canh thì ít cũng 30-40 ngàn. Mà lúc đầu chị nói em rồi, đừng có ở chung với bả rồi. Ê, nó nghe em chịu không chi? Giờ bà già chồng mẹ tao thiệt á. Giờ mà khó, bà giống mấy bà già xưa á. Khó, y chang luôn. Nói là xưa mà bà nói. Hả? Bà già xưa mà. Ừ. Cái này bà đổi tính hay sao? Bà có cái đổi tính mà khó tính thằng gì ha? Em ngẫm bà liệu bà cũng chịu cực chịu khổ hay thiệt cũng ha. Cũng về ha, chịu cực chịu khổ cũng để cháu nội cho ẩm bồng rồi rút cuộc á đối xử vậy đó. Giờ này bà đổi tính thì sao bà càng khó ưa bà. Thôi bà thương người đó. Tụi thường tao thấy cái miệng mày hổn dữ lắm mà. Sao bà già chồng mày hiền khô vậy? Trời ơi, bây giờ bà cũng gần đất xa trời rồi. Gán dục bà đi, đừng có bà để rồi sáng mà cho. Thì ra là cái giờ không nói gì luôn hả? Bà mù. Ở vàng thống không. Thằng chồng cứ để bà khỏi nói đi, trên đời thế mấy thằng chồng nó chú ôm chú ngục. Sao? Nó không nói một tiếng nào nó hiền còn hơn chứ hiền nó mát. Thấy nhu nhược chứ vậy? Ừ. Suốt ngày bám đít vợ không? Trời ơi, mấy thằng vậy trời. Ghét tao ghét cực kỳ. Gặp tao là tao bỏ luôn. Không quen nữa. Nó chỉ có đi làm về xong là bắt đầu làm. Nó ăn cơm xong lăn ra nó ngủ, không có gì khác ngoài điện thoại. Bà nó như cái cỗ máy di động như là chồng có tính trình sẵn vậy. Còn thấy thằng chồng nữa. Gặp thêm thằng chồng bỏ lỡ. Bà chồng mình nó biết bảo vệ mình nó cũng đỡ ha. Thì bà thống rồi. Bà ăn thống nhà tôi mà được như chồng nhà bà đỡ mấy em mới đổi chồng. Ê, lâu. Bà lên cũng lắm. Giỡn thì lui thôi. Cái mặt này có thằng quỷ thống nó lấy dài đầu lấy. Trời tao. Chồng tao 6 mấy tuổi mày về mày nhắm mày ăn được thì. Ê nhưng mà chồng bà giỏi. Mày giỏi giỏi thôi. Đàn ông làm. Thời buổi này mà đàn ông mà nhu nhược quá hả? Thì cũng như nhu nhược. Ừ. Nhưng mà nói ông Năm cũng giỏi cũng ngon ha. Ông Năm ấy mua đồ được cho bà Sáu quá trời. Trời chứ sao bà. Ông thương tôi đi lắm nghe. Bà liệu bây giờ bà đi ra ngoài rồi biết bao nhiêu người hốt bà. Ừ. Mày làm như bà nói là cái con hốt. Tao gọi là thỉnh về. Đúng rồi. Ê, nghe bà. Tôi chứ không phải là hình thờ mà tính về thì ý là mong muốn được đem về cung phụng hiểu không hầu hạ hiểu không. Ôi đàn ông ấy được cái đàn bà mà bỏ không buông không dễ nói thiệt mà không dễ buông này chụp kia liền. Trời ơi biết bao nhiêu người muốn hốt tôi mà không chịu không được cái bà chửi gì sao. Cái này bún này ngon không ăn cũng được ăn được được hả. Cái nghe là mấy giờ con 6 giờ rồi. Gì? Gần 6 giờ rồi. Gần 6 giờ hả? Ừ, 6 giờ mẹ đi chợ má ơi. Gì? Ở đây chơi. Ở đây chơi chung rồi. Đi chợ.
Chợ búa gì giờ này trời? Nó kia đi chợ về nhà nấu cơm nhân thống ăn về thôi. Đúng rồi, về về nó nấu cơm cho. Còn sớm nè. Không có cơm nhân thống có về nó giặt đầu nó mất công nữa. Thôi nha. Đi chợ nha. Nhiêu tiền hả? Bốn chục. Thiếu đi mai trả. Gì thiếu gì trời ơi, mở hàng mà thiếu kỳ cục lắm, không được. Chứ không có đem tiền theo. Tổng tiền thì sao đi chợ bà? Thì có 50.000 của bà già chồng nãy đưa đi chợ nè. Đi chợ mà 50.000. Trời đất ơi, chứ giờ là thiếu không có được đó. Mở hàng là sao thiếu? Ủa, nó mở hàng hả? Cho mượn đi. Ôi má. Cho mượn đi. Tiền bạc mà mượn. Cho mượn 50.000. Ai đâu mà mượn tiền. Bà dẫn em đi ăn hả? Tụi em không có đem theo tiền. Tự trả đi. Sao vậy? Trả tiền bà rồi tiền nó đi chợ. Thì trả đại đi. Thì ra mua thiếu 1 triệu người ta đi. Rồi ai bán má? Thôi kệ trả cho bà, mệt quá trời mệt, còn 10.000 đi chợ nè. Mấy sao nữa? Giờ tiền không có tiền đi chợ rồi sao vậy? Cố gắng lo liệu đi chứ giờ mày giỏi mà, mẹ ba cái này mày quá. Thôi đi nha. Đi. Bữa dạ nào dạ. Đi chợ. Đi. Gì? Nói gì nó khổ kìa. Chịu đựng ghê. Ôi, nó mệt. Trời ơi, đi chợ tới giờ này mới về. Má thông cảm đi má ơi, chiều công nhân nó tăng ca quá trời, kẹt cái chợ rồi đông nút. Má đợi mày tới mà đói bụng đi tới đi lui đi nhà lối xóm chơi đó. Mới về tới trời nè, rồi muốn gì ăn cơm bà. Nè. Muốn gì? 50.000 mới được bá chứ. Thì má dặn con là mua sao ăn đủ thôi, thì đủ rồi, ba cái trứng gia đình mình ba người người cái. Rồi đủ ăn mình hết nhiêu tiền ăn chi nhiều ba cái chắc 10.000 rồi 40 ngày kia đâu 40 ngày con ăn bún hết rồi. Trời ơi không biết sao mà tao nghĩ sao mà tao đi cưới mày nữa Liễu ơi, tao làm thiệt tình luôn á. Xìu mày đi cưới không lỡ cưới rồi mà có trả gì được đâu. Nghĩ thì sao mua ba cái trứng không có mua rau gác gì luôn hả? Thì có làm sao mà đủ món cho má thôi, sao không mua rau giờ má làm nãy má dặn món gì? Thì má kêu là xào nấu canh với kho đó. Còn má ngồi đi xíu có cơm cho má ăn được rồi, mệt ghê thiệt. Trời ơi. Cơm chiều tới cơm tối luôn nè. Cơm chồng ơi. Rồi. Nay cơm gì vậy? Hả? Cái gì mà toàn là trứng không vậy? Hả? Gì mà trứng vậy? Thì ăn cái gì bổ đó, ăn trứng bổ trứng ăn đại đi. Này là canh trứng. Rồi đây mua không đi mua đồ ăn ra. Đây trứng kho, này trứng xào, dưa leo. Má đưa tiền cho nó lấy tiền nó ăn tô bún còn 10.000 bạn nó mua trứng đó. Trời đất Khánh Thành hiện độ mưa anh nghĩ anh nhắm có đúng không? Má đưa có 50.000 má kêu đi chợ, má kêu làm ba món có canh, có xào, có kho. Nó mua 50.000 má bự quá, à, thịt thà bây giờ nó mắc thằng chết luôn. Nó ba hai cái dưa leo của bà nó 10.000 rồi. Thì con mua thịt 30.000 đi, rồi con chia ra con nấu đi. Bây giờ mà lớn này rồi ai ăn ai nhịn. Thôi ăn trứng đi. Ôi này nè, mới thấy làm cũng đủ món người ta nè. Tại sao tao đưa gì thì nhiều đi, lại có đồ ăn ngon ăn rồi. Thì cũng tiết kiệm đi, sau này tiết kiệm cũng để dành cho hai đứa chứ. Vì làm về mệt mỏi thì còn trứng này nó sao mà ăn vô. Vậy ăn không? Lỡ rồi ăn miếng đi. Không ăn thì nhịn, ăn mì gói đỡ đi. Đã là lúc mà thống dắt về đó là má thấy không vừa lòng rồi. Trời ơi, má ngồi má nhai hoài đi con mệt ghê thiệt luôn á. Mày nhai vậy đúng không? Rồi giờ có ăn không hay là tô bún có no rồi? Ăn. Sớm phải đi nhiều chuyện mua đói nữa.